Cái kế hoạch của mẹ chồng hôm nọ ấy, em không ngờ nó lại thành công như thế cơ. Wow. Vậy tại sao mình không cho mẹ chồng lên đây từ sớm ta? Có khi á là phải nhập hộ khẩu cho mẹ chồng lên đây. Mẹ chồng không chịu cũng nhập. Chính xác. Lợi thì có lợi, nhưng mà thôi, mất tự do lắm, nghĩ sao vậy? Hai vợ chồng đang ở thì chắc mẹ chồng lên là có người dòm ngó tia mình liền. Mình phải làm tới luôn. Em nghĩ chị em mình ý, nhan sắc thì có hạn nhưng mà thủ đoạn là phải vô biên. Sai. Hả? Câu đó sai. Đối với hai cưng thôi chứ chị là nhan sắc thì dư nha. Người người luôn đó. Nhưng mà em thấy như vậy cũng tội cho mấy ông ấy. Hả? Bây giờ chị lại còn đi khóc thuê nữa à? Tội gì? Đúng rồi đó, nó nói vậy đúng á, tội gì? Nhưng mà mẹ chồng ở trên này, rồi mấy ông ấy đi ra đi vào, cứ lơ nga lơ ngơ, nhìn thấy cũng tội lắm. Ôi trời ơi, thế sao chị không nghĩ là cứ đi uống rượu mãi, thế xong là về bệnh tật, tiền mất tật mang, xong lại còn có bồ nhí, xong là cuối cùng là bệnh tật là mình lo à? Đó, người ta gọi là hốt nắm cho tàn, hiểu không? Nhưng mà em sai rồi, em miễn sao vậy? Mình thương chồng là một lẽ, nhưng mà cưng chồng như vậy là để chồng hư hả? Đúng đó. Mà này, bây giờ nhá, cái vấn đề đầu tiên nhất ý là phải nghĩ xem làm thế nào để giữ chân mẹ chồng. Đấy, bà nhà em đang nhấp nhổm muốn về cái kìa, kêu là ở trên này bức bối, bây giờ ở nhà không có ai coi. Đấy, thế bây giờ làm thế nào? Một hai đòi về. Đúng rồi em. Mấy cụ ở nhà quê quen rồi, yên tĩnh. Với lại ở đâu quen đó mà, lớn tuổi rồi, lên đây nhiều khi ngủ cũng khó ngủ nữa. Má chồng thì cũng y vậy đó. Đúng rồi. Bây giờ sao ta? Mẹ em cũng kêu buồn hoài à. Bây giờ chỉ có kiếm trò cho các cụ thôi. Karaoke hả? À hay là đi đi shopping? Thôi mấy cái đó là mình thích chứ cụ nào thích. Cà phê cũng được vậy. Em nghĩ không được. Không, bây giờ ấy là chỉ có mấy cái câu lạc bộ dành cho người già ấy, là làm thơ này, xong lại văn ca múa hát gì đấy. Chim, cây, cá, cảnh. Đây, các thứ đấy. Đấy. Nhất trí. Vậy cũng được. Xem bây giờ hai người về, xem hỏi ý kiến hai mẹ như thế nào, thế xong là chị em mình họp lại, thế xong mà đăng ký. Vậy là chị em mình nhất trí nha. Yeah. Yeah, đồng ý. Mà cứ nhấp nha nhấp nhổm vậy con? Dạ đâu có gì đâu. Ôi dồi ôi, mẹ không phải lo đâu mẹ ơi. Chắc là lại mấy ông hàng xóm rủ nhau đi nhậu nhẹt đấy. Đúng vậy, em nói gì đâu. Thì chiều nào mình chả đi nhậu nhẹt say bét nhè với mấy ông hàng xóm còn gì. Em nói có gì sai đâu. Trời ơi, chiều nào cũng nhậu thì còn gì là con người hả con ơi? Thì cũng lâu lâu thôi chứ đâu ngày nào. Em nói gì mẹ hiểu lầm anh. Con ngày nào cũng đi đâu mày thấy không? Con ở nhà nè. Ở nhà nè, con đi đâu đâu? Ở nhà con coi nè, con trông coi mẹ mà. Nó đi đâu đâu? Con mà cứ nhậu hoài là coi chừng mẹ đó nha. Dạ con hiểu ý mẹ rồi. Dạ con ở nhà, con không đi nhậu. Đi nhậu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, rồi ảnh hưởng tới gia đình. Dạ con hiểu. Rồi được đó. Dạ. Ôi, làm sao đấy? Cái gì đâu? À, điện thoại chứ gì? Nghe đi. Sao biết hay vậy ta? Nghe đi. Này, chắc là Chiến Hữu gọi đấy. Nghe đi. Không nghe. Không nghe thôi. Không nghe thì cũng phải nhắn người ta một câu, người ta chờ. Mẹ. Không có nhắn nhủ gì hết. Tắt máy. Vừa đồng chưa? Thôi được. Thì con ở nhà. Thì con ngồi yên đó đi. Nhưng mà con phải đi. Đi đâu? Con đi đổ rác. Rác quá trời kìa. Chết rồi. Chết rồi mẹ ơi. Bây giờ mình nhớ ra mượn cớ đi nhậu đấy. Trời ơi cái thằng chết bầm này. Chết cho tôi.